quà là hôm nay mưa, hôm 7 tháng 3 bố con Min là chuẩn bị quà cho mẹ Trang đây. Hôm nay Min đi vắng, đi công tác ở nhà ông bà. Thế bố đi một mình. Vui chơi không quên nhiệm vụ. Xe phải có hàng. Đấy. Quà đây. Bó hoa một hình trái tim. Đặt ra lấy ra cái túi, túi quà. Trong kho này, kho quà túi quà. Đấy. Mình chuẩn bị đây. Bó hoa rất là đẹp luôn nha các bạn nhé. Đấy, một bông, hai bông, ba bông, bốn bông, năm bông và mấy trăm cái lá, 250 cu. Ơi, ơi, sao đấy? Hả? Sao đấy? Ấy đi, đặt ấy đi, đặt ta tí kia. Cầm này là tao bó hoành tráng. Hôm nay rất là nhiều hàng đây. À đây rồi. Nhiều chính xuống tay rồi. Đây. Trời ơi, lại hoa. Vừa hoa nôn, gì cho tí. Vừa nôn xong rồi. Vậy. Có quà. Đây. Quà 183 đây nhá. Đấy. Ôi giời. Mua những cái này thôi. Hoa hả mua. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Thôi. Cười tươi sướng. Ui, quả to một bánh ăn ấm bụng một đồ. Để dùng sướng. Thôi, mình tắt video đây thôi. Chào các bạn nhé.